Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến tập 25 của truyện Cao Thủ Kiếm Tiền. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Cao Thủ Kiếm Tiền tập 25. Trương Thắng im lặng. Mà khoản tiền này còn lấy cớ là đầu tư nước ngoài, lừa ưu đãi thuế quan. Hai năm qua đã trốn được bao nhiêu tiền thuế. Đây là tội lừa đảo, trốn thuế. Tính gộp lại là 5 năm trở lên, có biết không hả? Giọng Khương Huy ngày càng nghiêm khắc, mắt nhìn Trương Thắng chầm chầm, còn không thành thật khai ra. Trương Thắng ánh mắt vốn luôn ung dung, tới đây thì trở nên không có tiêu điểm. Lão Khương bừng thầm, y sắp sụp đổ rồi. Đang định tăng thêm áp lực tâm lý thì nghe Trương Thắng nói bằng giọng nhiều cảm xúc. Chuyện này tôi cũng không có gì để nói. Các anh muốn biết, thì tìm một người hiểu rõ toàn bộ quá trình. Ai? Ánh mắt chân thắng tập trung trở lại nhìn thẳng người đối diện. Người khống chế cổ phần của công ty, đệ nhất cổ đông từ Hải Sinh. Các anh muốn biết, tìm ông ta. Ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, giờ chúng ta thân ai người ấy nó, no. không liên quan gì nữa. Đừng có đổ đời trách nhiệm, anh chính là đại biểu pháp nhân, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty. Trương Thắng thở dài. Ai anh cảnh sát. Không phải là tôi đùn đầy, không hợp tác, mà thân phận của tôi sau khi thành lập công ty mới có, không phải trước đó. Cái gì? Lão Khương không hiểu y nói gì. Trước sau thì không phải là cộng sao, định mua mép trối cãi à? Theo như anh nói thì công ty tôi trước khi thành lập mượn vốn giảm mạo đầu tư nước ngoài, đúng không? Đó là trước khi công ty được thành lập, mà khi đó tôi không phải là đại biểu pháp nhân, không phải chủ tịch, không phải tổng giám đốc, càng không phải là cổ đông lớn nhất, cho nên không thể lấy mấy chức vụ kia đồ cho tôi là người quyết sách. Nói thật tôi không biết hành vi đó là phạm pháp. Người thao tác đã không nói với tôi. Công ty tôi do ba người góp vốn. Ông Trương Bảo Nguyên đầu tư một triệu, công mối quan hệ. Từ hải sinh bỏ tiền đăng ký, tôi chỉ góp đất. Vì tránh bị tôi coi khinh nên ông ta không nói thật. Khóe miệng tần nhật nam hơi giật nhẹ như muốn cười. Tiểu lý tức sôi máu. Vậy là anh chẳng biết một cái gì hết, có đúng không? Trương Thắng nói giọng oan ước kề khổ. Anh nói đúng quá. Tôi là ai? Tôi chỉ là một địa chủ thôi, tôi chẳng biết gì cả trước đó tôi còn là công nhân mất việc kinh doanh cái quán cơm còn sập anh nói xem tôi biết được mấy tù đoàn đó không còn nhớ lần đầu tôi được tới khách sạn to là gì nhỉ à ảo ảnh sa mạc cái tên đúng là suối quẩy không ngờ vinh hoa phú quý chỉ như ảo ảnh thôi tần nhược nam nghe tới đó suýt đã đứng lên không thể sai được là anh ấy chính là anh ấy chứng thắng tiếp tục đóng vai con rối anh có biết không từ hải sinh chính là giám đốc nhà máy mà tôi từng làm việc Hôm đó cũng là ông ấy bỏ tiền mời khách, chỉ lấy danh nghĩa tôi mà thôi. Các anh không tin à? Thật đấy, đó là lần đầu tiên tôi đi ăn ở một nơi hơn 10 đồng một bữa cơm. Mọi thứ ở đó như trong giấc mộng, nhưng tới giờ tôi còn nhớ rõ lắm. Tối hôm đó tôi còn gặp một cô gái ở ngoài hành lang, cực kỳ xinh đẹp, thuần tịnh như là dòng suối trên núi cao. Khuôn mặt tinh tế như món đồ sứ, làm người ta khó mà quên được. Tân Nhược Nam đỏ mặt, được người ta khen ngợi ngay trước mặt, lại trong cái tình huống quái dị này, thực sự là khó diễn tả. Tiêu Lý bực mình gõ bàn. Đừng có rông dài, nói vào trong điểm đi. Thẩm vấn từ 7 giờ tới 9 giờ 30, chứng thắng mệt mỏi, ba người thẩm vấn thì mỏi mệt. Còng tay mở ra, y kéo lê xích sắt loàn soàn đi trong hành lang dài, không biết tần nước nam lặng lẽ nhìn bóng lưng mình. Tiểu lý đấm tường. Tên này thực sự lần đầu vào đây à? Lão Khương cười. <cười> Tội phạm kinh tế làm gì có tên nào đơn giản? Thong thả thôi, chúng ta báo lên trên đã, quay lại sau. Tiêu Lý không phục nói nhỏ. Dùng ý thủ đoạn, loại người này không chịu nổi đau đớn đâu. Lão Khương đánh miệng về phía Tần Nhược Nam, ý bảo không tiện. Hơn nữa xem ra bên trên rất coi trọng vụ án này, nếu để ý bị thương thì không ổn Huống hồ có người đang bảo vệ y, nếu không chẳng trì hoãn tới một tuần mới cho chúng ta thẩm vấn. Anh nói phải, nhưng bên trên cũng có người muốn chỉnh y, nếu không y kinh doanh tốt như thế, không sai phạm gì, bằng vẫn cái tội rút vốn thì ai cũng làm kia rồi, lại còn 2 năm rồi, chẳng ai bắt cho tốn công. Lão Khương lấy thuốc lá ra hút, Đừng nghĩ nhiều, cứ làm tốt công việc của mình là được. Muốn chúng ta điều tra, vậy chúng ta làm cho ra kết quả, thông thả tra tấn tinh thần y, che mồm mép được bao lâu. Trương Thắng bị bắt. Công ty có ba người chức vụ cao nhất là Trung Tình, Quá Kỳ Tinh và Hắc Tử. Nhưng hai nam nhân rõ ràng không có khả năng điều hành công ty, vì thế mà Trung Tình bận tới tối ta mặt mũi. Trung Tình theo Trương Thắng từ lúc công ty thành lập, làm thư ký, làm lái xe cho y, tới giám đốc quan hệ xã hội, giờ là giám đốc của chợ thủy sản, có thể nói là hiểu rõ công ty trần tơ tóc, cho nên hiển nhiên cô gánh trách nhiệm này. Cô hỏi thăm được người ta, biết trong trại giam cũng được mặc quần áo của mình, chân đệm chỉ cần trong nhà đưa vào được thì phạm nhân được dùng, nên cô tự mình đi mua vài bộ quần áo ấm. Chuyện này trước kia cô từng làm rồi, biết sau đó của Trương Thắng, những dịp tới trại giam thì quách kỳ tinh gọi về. Không ngờ chuyện này về công ty tới nửa đêm, trong công ty vẫn đang cãi nhau ầm ĩ như tổ chức hội trợ. Dù sao đây là doanh nghiệp tư nhân, Tổng giám đốc bị bắt, chẳng ai rõ công ty còn tồn tại được không, cuối tháng có trả nổi lương không. Nhân tâm tất nhiên là tàn mát, cán bộ trung tầng tụ tập yêu cầu công ty có câu trả lời. Khách hàng bố lo lắng, thấy thế thì càng không tin tưởng nữa, yêu cầu rút tiền thuê, trả tiền đặt cọc. Lúc đầu trương Thắng đồng ý là để ổn định làm người, nhưng trương Thắng bị bắt, lúc này chẳng cần nhân tâm sự khí gì nữa mà giữ không cho dạ đám. Trung tình kiên quyết không chịu, muốn cộng thuê nữa, được thôi, trả tiền vi phạm hợp đồng đây cô phải cố gắng giữ cách hết mức có thể thà làm kẻ ác chứ không để công sức của trương thắng thành mây khói đám khách hàng này bị làm khó tất nhiên là bất mãn bọn họ là dân buôn bán chợ búa tố chất không cần nói nóng lên thì đừng nói là chơi bới ô ế thậm chí còn dùng vũ lực đe dọa buổi sáng quay kỳ tình thuyết phục bọn họ tới trưa vì mệt mỏi căng thẳng tim gần đập ngất xỉu tại chỗ nhưng đám người kia không sợ căn bản chẳng bận tâm hắn sống hay chết vẫn làm ầm mỹ lên Trung tình nhận được điện thoại chạy về, một mình đối diện với đám khách buôn hung hãn tới tận tối, chưa có được hạt cơm vào bụng, môi nứt nẻ chảy máu, dung mạo say đắm làm người trước kia hoàn toàn không còn nữa. Đến tối, Trường Mãn Phúc còn chạy tới, vì Bảo Nguyên có 10% cổ phần ở đây. Ngày tiền Trường Tám bị bắt, sợ không lấy được khoản đầu tư này, hắn tới đòi, không có tiền, lấy hàng lấy đồ. Trung tình lại không phải cổ đông của công ty, danh bất chính, ngôn bất thuận, nói y không lại, cô bất chấp, hạ lệnh cho bảo vệ kẻ nào dám cướp đồ đánh đánh cho không dám tỏ tay lấy đồ mới thôi. ca vị, xin anh nghe tôi tổng giám đốc trương bị sự kiện công ty bảo nguyên nằm liên lụy đi phối hợp điều tra công ty chúng tôi kinh doanh không hề có vấn đề tuyệt đối không để mọi người tổn thất xin tin tôi có kẻ độc ác chọc phúng còn mẹ nó cô là cái gì mà chúng tôi tin chân thắng đổ rồi chân ra không ai đứng ra quản lý công ty bằng vào cái thứ tình nhân không danh phận mà dám lớn tiếng ai tin được Trung tình mặt đỏ bừng cố nhịn nhục khuyên nhủ Lúc này Hắc Tử dẫn đám đồ tể hùng hồ kéo tới. Trung Đình biết tinh hắn hung bạo nên không thông báo cho hắn. Có điều Quách Y Tinh sau khi tỉnh lại thấy tình hình nguy cấp, lại thêm con trai Trương Nhị Đàn còn tính cháy nhà hôi của, liền gọi Hắc Tử tới. Đám đồ tể tay gậy vai dây thừng không đeo dao, kẻ nào kẻ đấy như là hung thần. Hắc Tử càng múa con dao dốc xương giống lên. Thằng cho má mù mắt nào dám tới công ty gây chuyện, bắt nạt chị Trung là nữ nhân sao? Có gan thì chơi với ông mày đây. Đám khách buồn tì sợ nhưng không cam tâm bỏ đi như vậy dân làm ăn ít nhiều tiếp xúc với dân giang hồ không phải dễ dọa có kẻ nấp sau so đám đông hò hét xem đi công ty này sập rồi giờ muốn giờ trò lưu manh vô lại tiền mồ hôi xứng mõng của chúng ta không thể để mất ở đây thả chết không đi xem chúng nó dám làm gì đúng đấy chúng mày dám giết lão tử thì coi như là lão tử cho con cháu số tiền đó lên đây được 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 cái thằng mắt lé này mày mà không đổi ý tao gọi mày bằng ông hắc tử chỉ người vừa nói lầm lè sẽ gậy tờ đánh hắc tử đừng làm ầm nữa Trung tình quát không ai nghe, tức mình ôm một cái bồn hoa, đập cho một tiếng, thế là xung quanh im phăng phắc. Trương Mãn Phúc ngồi bắt chân trên ghế sofa hút thuốc, mấy tên áo đen đứng sau lưng hắn lạnh lùng nhìn. Các vị, nghe tôi nói, tình hình công ty hiện nay không có tiền mặt, nhưng chỉ cần công ty còn, vẫn vận hành bình thường, thì lợi ích của mọi người sẽ còn đảm bảo. Chúng tôi cung cấp kho lạnh và chợ bán buôn, dịch vụ của chúng tôi vẫn rất tốt, không phải sao? Trung tình giọng khản đi rồi, vẫn cố sức nói thật to, Tôi hiểu tâm tình của mọi người. Nhưng tiếp tục gây chuyện như thế này, mọi người có được cái gì? Đập phá lều, phá co lạnh, bán sắt vụn à? Được mấy đồng? Tôi không có tiền trả lại cho mọi người. Tại sao không cho tôi cơ hội? Tôi cho bản thân các vị cơ hội, bảo vệ tiền của chúng ta. Các vị muốn đập phá hay là muốn làm ăn? Tổng giám đốc bị điều tra, nhưng mà công ty vẫn hoạt động bình thường. Đừng nghe bên ngoài đồn đại linh tinh. Chính phủ bốn công ty đầu tiên vào khu khai phát đổ bề không? Không, các vị hãy xem đi. Cho tới tận bây giờ, hoạt động của công ty không hề bị một hạn chế nào, đó là minh chứng. Thì vì thế nào, chúng ta không cần nghị luận. Tất cả ngồi trên một con thuyền, chỉ có đồng lòng trèo trống mới vượt qua cảnh thác. Nếu tới một ngày chúng tôi không duy trì được công ty nữa, mọi người tới dỡ cái công ty này. Cũng có gì khác biệt bây giờ không? Tại sao bây giờ lại tự mình phá hoại bắt cơm của mình? Làm sao chúng tôi tin cô được? Chẳng may cô thấy tình thế bất ổn chạy mất thì sao? Có người xui xui, nhưng cũng có người nghi ngờ. Trung tình nói thế đó chỉ tay ra. Hắc tử đưa dao đây. Chị Trung, dao đây. Hắc tử ham hở xoay ngược trôi dao đưa cho Trung tình. Những người khác đều nghi hoặc, thậm chí lùi lại, sợ Trung tình dùng hung khí đe dọa. Mọi người không tin tôi đúng không? Không tin quyết tâm của tôi đúng không? Được, hôm nay tôi lấy một cái tay, làm lợi tức cho mọi người. Nếu tôi thất hứa, không những cho các vị thoải mái giữa công ty, cái mạng này cũng đem đền luôn. Trung tình nói xong dơ dao chém xuống cánh tay trái đặt trên bàn. Chị Trung, đừng, hắc tử hồn phi phách tán hét lên vội vàng lao tới giật lấy con dao quái kỳ tình còn chưa khôi phục đang nằm nửa năm nửa ngồi thì cũng nhào tới nhưng chợt chân ngã xuống đất không hít người quay mặt không dám nhìn người táo gàn nhất cũng phải nhăn mặt trừng mãn phúc thất kinh đứng bật dậy chỉ thấy máu linh đáng từ trên bàn chảy xuống thành dòng suối nhỏ thấm vào bồn hoa vỡ dưới mặt đất tuy hắc tử kịp thời làm dao trịch đi nhưng vẫn chém tới sâu lộ xương trắng ẩn ai cũng nhìn ra một dao này của trung tình tuyệt tình toàn lực nếu không kịp ngăn cản đảm bảo nguyên bàn tay bị trần rời quay kỳ tình lôm cô bò dậy giống lên đứng đó làm cái gì kiếm thứ cầm máu cho giám đốc trung lão hồ gọi cấp cứu lập tức có đồ tể chạy đi hắc tử vội vàng xé toạc áo buộc bắt tay của trung tình trung tình đau tới suýt ngất xỉu cô vẫn cắn răng chịu đựng mồ hôi đậm chán người lao đảo không có hắc tử đỡ thì ngã rồi nếu mọi người tin thành ý của tôi xin hãy về trước Công ty này cho dù có đổ, tôi cũng ở lại tới giây phút cuối cùng. Hôm nay chỉ có chừng này, vì tôi còn giữ lại tay phải, tương lai viết tài liệu minh ngoan cho giám đốc trương. Cái miệng này còn dùng đi cáo trạng, hai chân này dựa vào nó để bôn ba. Những lời thống thiết như vậy ai chẳng động lòng, có người len lén giật áo bạn hoặc người nhà mình, có người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi một, hai, ba người lặng lẽ rời đi. Từ hải sinh nghe tiếng tu tu phát ra từ điện thoại, lòng hơi chút bất an. Tuy người ở phòng tài vụ đã bị Trương Thắng thanh tẩy hết, nhưng vẫn còn người khác báo cáo cho mình tình hình ở công ty tài chính Bảo Nguyên. Trung tình chặt tay, ngăn được đám thương buôn, làm ông ta không ngờ. Trước nhị đàn xảy ra chuyện thì ông ta không sợ. Ông ta chỉ là người trung gian. Một vị khách nói thế nào cũng không đổ tội lên đầu ông ta được. Còn phía công ty tài chính Bảo Nguyên, ông ta tới vài ngày trước vẫn là cổ đông lớn nhất nếu Trưng Thắng liều mạng cắn bừa cắn bậy, khó tránh khỏi bị liên lụy vốn tưởng trương thắng bị bắt thì công ty chẳng mấy chốc là sập đám chủ nợ kia tới chia chác đánh cướp lúc đó dấu vết tài chính lẫn lộn hỗn loạn trương thắng có nói gì ông ta cũng chẳng sợ nữa nhưng không ngờ trung tình lại chống đỡ công ty tới tận mức này trương thắng thành mối đe dọa lớn trước kia trung tình chỉ là cô gái thích nước hoa ngoại thích quần áo đẹp thích lãng mạn và nghe những lời âu yếm thích sống an nhàn hưởng thụ một trăm trung tình như thế đe dọa ông ta cũng chẳng sợ nhưng người dám chặt tay mình thì khác thậm chí từ hải sinh còn ghen tị trung tình làm thế vì trương thắng phải vứt quân cờ này thôi tôi hãy sinh thở dài bấm di động à alo tôi đây tôi nói với anh một người đã vào rồi ừ nghĩ cách đừng để y ra nữa giọng nam bên kia khó xử không dễ chuyện này không làm loạn được bên trên chú ý lắm bớt nói thừa đi với tôi 80 vạn nếu tìm được người giết đi bên kia trầm mặc rất lâu tôi thử xem sao tuy cơ hành sự bệnh. Từ hải sinh cúp máy cười lạnh. 80 vạn xếp chồng lên bàn, đủ cao hơn 1 mét. Thuê sát thủ giết được 10 người bình thường, đủ tiền chơi 100 người mẫu. Ai kháng cự nổi cam dỗ đó? Trương Thắng về tới phòng giam. Trần Lão Đại hỏi. Sao? Hỏi gì? Có bị tra tấn không? Không, chỉ hỏi thôi. Nghe Lão Đại chỉ bảo, vấn đề gì khó khăn, em cứ nói là không biết. Họ trả hỏi được gì, lúc đi mặt khó coi lắm, Trương Thắng bị chiếu ánh đèn ánh sáng mạnh vào mặt, cho tới bây giờ mắt vẫn còn loang loáng, nhìn gì cũng không rõ. Lưu Nguy hâm mộ, ai tội phạm kinh tế sướng thật. Lúc thẩm vấn tôi, chúng nó tóm tóc giật như chó, đau chảy nước mắt. Cái thứ rác rưởi như mày còn hy vọng cảnh sát tử tế. Bưu đã tam đá choán một phát. Phương Lão Nhị lúc nào cũng ra vẻ hiểu đời. Lạc đà chết thì xương vẫn to hơn ngựa. Nhà lão tứ dù sao cũng có tiền, hẳn là lo no lót trên dưới rồi. Ngày tôi bị thẩm vấn, vừa hàm hồ vài câu, thiếu chút nữa là bị đánh chết. Là tên họ Vương kia ra tay, thằng chó đó cũng chẳng sợ để lại dấu tích lương Nguy thở dài ai nghe nói nhà nước đang chọn chế độ quyền im lặng ai, có quyền này tốt rồi chân lão đại nhíu mày quyền im lặng là sao lương ngu vội nịnh nọt nói à giống như là phim nước ngoài có câu anh có quyền giữ im lặng mỗi lời nói của anh là thành chứng cứ trước tòa không đánh người nữa phòng tập vấn không treo câu thành thật quan hồng kháng cự xử nghiêm nữa mà là thành có quyền im lặng không muốn nói chỉ cần trả lời tôi muốn luật sư là được tội phạm ám hiểu pháp luật không hiếm bọn họ có cuồng nhiệt với loại tri thức pháp luật tuyệt đối có thể làm cảnh sát xấu hổ phàm có tri thức mới ở phương diện này tìm hiểu say xưa tất nhiên tinh thần học tập này sinh ra khi đã bảo thủ rồi vương lão nhị không tin bộc phét cái này không dùng được ở nước ta đâu trần lão đại lắc đầu không có khả năng cái này nhất định không được thông qua tội phạm phải đánh không đánh làm sao mà khai giờ bị đánh chúng nó còn cứng hầm nữa là làm thế bọn tội phạm càng thêm ngâm cuồng đúng thế Bưu lão tam phẫn nộ. Giống đám hình đề của chúng ta, tìm được bao nhiêu chứng cứ nhận bấy nhiêu tội, còn không ánh hợp máu cũng đếch nhận. Nếu giết người về đền mạng thì càng chẳng thằng nào ngu nào mà khai. Quyền im lặng cái méo gì, chẳng lẽ không nói thì thả nó ra, không đánh không được. Trương Thắng tròn mắt nhìn cái đám tội phạm lo nước, lo dân, thực sự không còn gì để nói nữa rồi. Nếu cho mấy tên này mặc vét trên người, y còn tưởng đây là đại biểu nhân dân, quả thực là một cảnh hài hước nhất mà y từng thấy. Hôm nay thẩm vấn Trương Thắng người ra được vấn đề, mình bị bắt không phải vì phạm tội kinh tế mà có kẻ muốn lợi dụng con tốt mình để hạ ngưu mãn thương trước khi lập khu khai phát thì chính phủ đã mâu thuẫn trùng trùng vấn đề này không đơn giản chỉ là kéo ngã một chủ nhiệm ủy ban quản lý khu thậm chí còn sau sau nữa lịch sử lắm lúc là do nhân vật nhỏ thúc đẩy trương thắng đọc nhiều sách truyện không lạ điều này thi thoảng còn cảm khái nhưng khi nó rơi lên đầu mình muốn cảm khái cũng không nổi trung tình tới đúng một lần vào tuần trước sau đó thì không có tin tức gì nữa Trương Thắng liền đoán được hiện đang vô cùng khó khăn, vì thế càng thêm lo lắng, lo cho công ty, còn về tâm tình cá nhân thì y đã ổn định rồi, biết được mục đích đối phương là biết chừng nào bên trên còn đấu tranh thì mình còn phải ngồi đây, phải có một bên thắng thì số phận y mới được định đoạt. Trương Thắng là người có khả năng thích ứng cao, bây giờ y thấy trong này không tệ, tuy khổ một chút nhưng không phải nặng đầu, bớt đi nhiều chuyện. Trong tay y có tiền, nên một tuần cũng mời mấy vị đại ca trong nhà giam tới căng tin cải thiện một lần, bớt đi vài miếng ngăn, đổi lại đảm bảo được an toàn, Người bị giam ở đây trừ tiểu số được trong nhà gửi tiền đồ định kỳ, đa phần hoặc là nhà quá khó khăn không giúp gì được, hoặc vì phạm tội quá nhiều lần trong nhà chán nản bỏ mặc, nếu không có bản lĩnh hơn người thì thường sống rất thê thảm. Vì thế trong lòng họ, anh Văn không khác gì thần, bọn họ tới nịnh bợ cũng trả dám, còn vì đại gia như là trưng thắng thành đối tượng hâm mộ của nhiều phòng, chỉ số nổi tiếng tăng vòn vọt, dẫu ý thành nhân vật có chút máu mặt trong tù rồi. Hôm đó trong phòng giam làm bóng đèn, mỗi người 20 cái, bọn họ làm quen rồi nên phân công ra làm theo dây chuyền. Trương Thắng bây giờ đáng lẽ không cần làm việc, nhưng y giữ thái độ ma mới rất đúng mực, đám chân đốc đại hoàn toàn không để phòng y nữa. Đương nhiên Trương Thắng nhận được việc nhàn hạn nhất. Vẫn như mọi khi, Bưu lão tam làm giám sát, Lưu Nguy luôn cố tránh xung đột với hắn nhưng không được như ý. Bưu lão tam thi thoảng hỏi: "Nguy, vợ mày bao lâu rồi chưa gửi thư tới?" Lưu Nguy méo mặt đáp ứng: "Bồ ca, từ khi em vào đây, cô ấy cuối chưa bao giờ gửi thư, đám bạn tù khác cười hô hố ai cũng biết sắp tới màn vui vẻ và mày làm nghề gì liêu nghi thở dài ai à, già y tá xinh lắm em đúng là hồ đồ cưỡng hiếp bệnh nhân kia làm gì nghĩ lại không đẹp bằng vợ em hơn nữa bệnh thật ít hoạt động bồng ngực teo tóp lúc đó em đúng là ma xui quỷ khiến mà nói ra thì liêu nghi cũng không thường hắn là bác sĩ còn là chủ nhiệm khoa hẳn hoi khi khám bệnh dùng thuốc mê làm người ta xỉu đi sau đó thì cưỡng bức trong phòng tiếc là chùi mép không kỹ bệnh nhân kia tỉnh lại sinh nghi khi đi vệ sinh, phát hiện có tinh dịch trong người, thế là bác sĩ Lưu tàn đời. Chuyện này ai cũng rõ vì Bưu Lão Tam rất thích lấy ra để hành hạ hắn. Bưu Lão Tam giọng quan tâm đều già. Ôi, tội mày không chối được, thế nào cũng ở tù vài năm, vợ mày liệu có đời mày không? Nếu là tội khác còn có thể, nhưng mà tội này... Ai... Bưu Lão Tam quả nhiên kiếm cơ hội đá hắn. Thở dài cái chó gì, người ta không ly hôn với mày ngay là tử tế lắm rồi, mày dám thở dài à? Phương Lão Nhị đã ra vẻ hiểu đời, mày chủ động ly hôn đi, dứt khoát một chút, người ta còn nhớ cái tốt của mày, nếu không, dù không phải tội này, đợi lâu, thôi buổi nay, ai đợi cơ chứ. Trần Đấu lại ngồi trên giường chơi poker nãy giờ không tham gia, cười hô hố. <laughs> dù người ta có đợi, lúc mày về nhà thấy phòng treo nón xanh lủng lẳng khắp nơi, có phải càng tệ không? Ly hôn đi cho gọn. Trương Thắng giờ khóc giờ cười. cười. Mọi người thật là có câu thà phá mười tòa miếu chứ đừng hủy một cuộc hôn nhân. Ai lại khuyên ly hôn? Thật đức quá. Bửu lão tàm lắc đầu. Đây không phải là thất đức. Ờ, à, phải rồi, lão tứ, bạn gái cậu sao? Có đợi cậu ra không? Tư Thắng nghe tới sưng hô này đầu tiên là nghĩ tới tiểu lộ rồi Tần Nhược Lan. Bất kể duyên hay nợ, yêu hay ái náy, không thể phủ nhận, giờ Tần Nhược Lan đã có một phần quan trọng trong lòng Trương Thắng. Nhưng một cách y chỉ con phố, không thèm bước sang gặp y, một hiện cách y nửa vòng trái đất, cả hai đều xa cách vời vời. Phương Lão Nhị đánh mắt, bầu lão tam hiểu ý, không nói nữa. Mọi người vụ đầu vào làm việc, một tiếng giao tới thời gian cho tù nhân ra ngoài, Trương Thắng đi dạo trong sân. Có rất nhiều người chào hỏi y, xong cũng có vài đại ca giang hồ sống dựa vào năm đấm không ưa hành vi giải tiền của Trương Thắng. Lúc nào cũng nhìn y với ánh mắt khiêu khích. Trương Thắng chẳng bận tâm, đi tới chỗ góc tường, chỗ nhiều ánh nắng, ngồi xuống, nhìn quanh, rút điếu thuốc lá nhăn nhúm, bật lửa hút. Anh Thắng trong mượn bật lửa. Đó là một tên béo ăn mặc giống cảnh sát giao thông, tức là tội phạm tương đối có tự do, giúp quản giáo làm việc, đám này là nhân vật cấp đại ca cũng không dám đắc tội trương thắng vội đứng lên đưa bật lửa cho hắn y chưa bao giờ nói chuyện với người này tên béo trầm thuốc xong ném bật lửa lại bỏ đi không nói lời nào một lúc sau trương thắng vào nhà vệ sinh mở nắp bật lửa quả nhiên là thấy tờ giấy nhỏ trên đó viết đã mời luật sư sắp tới đừng nhận tội gì gặp rồi tính sau nhà chưa biết công ty tốt đừng lo chỉ vẹn vẹn hơn 20 chữ trương thắng nhận ra hết chữ của trung tình đọc chục lượt sợ sót rồi xé nát vứt vào hố xí đi ra vừa vặn một phút tên quản giáo theo dõi nhà xí thấy y đi ra đúng giờ nhìn sang hướng khác trương thắng chửi thầm trong lòng mẹ nó có đi ở trong cũng rõ nghiêm có ông thần ở phòng riêng đó sao không vào mặc quản giống mọi công dân khác trương thắng mồm trời sự bất công ở trên đời nhưng vừa vặn y lại cần sự bất công này vì y là kẻ hưởng lợi giống như đám trần áo đại bọn họ căm hận cảnh sát lạm dụng hình phát nhưng nghe tới quyền im lặng là nhau nhao phản đối, chẳng qua là vấn đề đặt mình ở trong cuộc hay là ngoài cuộc mà thôi. Trung Đình thực ra càng có khí vách hơn mình, công ty may mà có chị ấy, nếu không chẳng chịu nổi cái đám thương buồn oanh tạc, trong đó có không ít kẻ vong mạng, thuyết phục họ không gây chuyện đúng là làm khó chị ấy. Công ty ổn định được thì tốt, trong nhà sợ không giấu được lâu, dù có đi xa bản chuyện làm ăn, chẳng lý nào mấy tuần không vào điện về. Ôi thôi thì cho hoãn chừng nào hay từng đó. Chỉ là Trung Tình luôn đi theo y làm việc, mối quan hệ không thể hơn y, muốn cứu y ra đâu phải dễ còn đám lý hạo thăng thì trương thắng không muốn nhờ tới ngày hôm sau hai chiếc xe cảnh sát tới trại giam người chi đội điều tra kinh tế lại tới thẩm vấn trương thắng đợt này bọn họ mang tới nhiều chứng cứ hơn những văn kiện có chữ ký của trương thắng lúc mới thành lập công ty muốn ý thừa nhận từng tội nhỏ sau đó mới mở rộng thành quả truy kích chỉ tiếc là trên đời này có những người có khả năng thích ứng rất cao trương thắng qua một lần thẩm vấn là quen thuộc không khí ở trong phòng lắm rồi trương thắng thành thật khai ra có phải cậu đã tặng quà cho ngưu mãn thương không anh cảnh sát anh định nói tôi hối lộ chứ gì nếu quả các bình thường tôi đâu bị mang tới chỗ này mày tức là anh hỏi tôi có hối lộ hay không nếu anh nói thế thì phải hỏi rõ cả thời gian địa điểm và số lần và nội dung hối lộ trước thắng thậm chí còn đính chính cả câu hỏi mà nói tới hối lộ trước tiên chúng ta cần đạt nhận thức chung thế nào là hối lộ đó là hành vi trong quá trình quan lại kinh tế vi phạm quy định quốc gia tặng hoặc biếu cho nhân viên công tác quốc gia số tiền hoặc tài vật tương đối lớn dùng các loại danh nghĩa trả các loại phí trái quy định quốc gia hòng mưu cầu lợi ích không chính đáng tôi không hề mưu cầu lợi ích không chính đáng mà tiếp xúc với chủ nhiệm nghiêu tôi không có hành vi và ý đồ cụ thể mua chuộc nhân viên công tác quốc gia tôi không dùng danh nghĩa nào trả khoản phí trái quy định món quà tôi tặng không có giá trị lớn vì thế tôi không hối lộ viên cảnh sát tra hỏi sầm mặt chúng tôi tới đây không phải là để nghe anh giảng giải luật pháp anh cảnh sát tôi không hiểu chúng ta không nói tới luật pháp vậy anh muốn nói tới luật gì cả đám cảnh sát nghe tới thì cơ thịt co giật. Trương Thắng luôn dùng ngữ khí ôn hòa, thái độ tích cực hợp tác, nhưng chỉ cần một câu thiếu kín kẽ là y tóm ngay lấy, dùng giọng điệu ngoại giao đính chính hòa ngoắt. Đội trưởng Lưu thấy Trương Thắng khó nhằn như vậy, kề tai trao đổi ý kiến, quyết định thay đổi phương pháp thẩm vấn. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ chia ra thành 3 nhóm thẩm vấn, mỗi nhóm ba người, luân phiên thẩm vấn, không cho Trương Thắng ngủ nghỉ cho tới khi y thừa nhận lỗi của mình mới thôi. Dao mỏng cứ thịt càng đau. Lúc này đã là mùa xuân năm 1998. Năm ngoái quốc gia tiến hành sửa đổi luật hình sự, viện kiểm soát tối cao và tòa án tối cao đưa ra giải thích tư pháp tương ứng, quy định chứng cứ lấy được bằng hình thức tra tấn không được lấy làm chứng cứ trước tòa. Thế là tất cả hình thức gây tổn hại vật lý tới thân thể phạm nhân đều bị áp chế, hiển nhiên thôi, luật pháp mới thi hành được coi trọng lớn, không ai dám đi ngược lại. Huống hồ thương thắng có thân phận xã hội nhất định, tính chất vụ án tương đối đặc thù nên không ai dám dùng biện pháp bạo lực vi. Thẩm vấn mệt mỏi thành pháp bảo được ưa chuộng, cái loại phương pháp nhìn có vẻ văn minh nhưng thực chất là hủy hoại tinh thần và thân thể người ta càng tồi tệ mà trong vụ án oan sai đã xác nhận đa phần do cái loại thẩm vấn này gây ra nhưng hành vi này không bị coi là phạm tội nằm ngoài tiêu chuẩn tra tấn bức cung vì thế nhiều cảnh sát lợi dụng sơ hở này lạm dụng nó một cách quá mức rất nhiều năm sau vụ án oan xà tường lâm gây chấn động trong ngoài nước là do bị thẩm vấn liên tục mà ra xà tường lâm không chịu nổi cái loại tra tấn tinh thần này đã thừa nhận mình giết vợ để được giải thoát khỏi sự hành hạ không có hồi kết đó Cuối cùng sau 11 năm trong tù, người vợ Sa Từng Lâm quay về, hóa ra vợ anh thần kinh không bình thường bỏ nhà ra đi, sau đó mất trí nhớ và được một người đàn ông đưa vào điều trị trong bệnh viện, còn lấy chồng sinh con với người ấy. Rồi mình một năm sau đột ngột nhớ ra, quay về quê tìm chồng, nhưng chồng thì tù tội, mẹ chồng uất ức vì con bị oan mà qua đời, còn cô thất học, tất cả tan nát, tất cả là do cách thẩm vấn văn minh kia trước đó cảnh sát đã cẩn thận điều tra hết các mối quan hệ xã hội của trương thắng phát hiện chỗ dựa lớn nhất của y là trương nhị đàn ông ta hiện lo thân còn chưa xong cho nên không cố kỵ gì nữa trương thắng bắt đầu nếm từ hủy hoại đáng sợ này trọng điểm thẩm vấn không còn đi tìm chứng cứ nữa thông qua liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi hoặc dụ dỗ để y phải chủ động thừa nhận hành vi tội phạm đội trưởng lưu trâm Điếu thuốc thong thả nói trước đây không lâu tôi xử lý một vụ án có tính chất tương tự do người đó có thái độ tốt vụ án sau khi giao cho viện kiểm sát lại phối hợp điều tra Kết quả vốn bị xử 5 năm, chỉ còn một năm, còn hoãn thi hành án. Trương Thắng tuy mệt mỏi nhưng nghi vẫn dứt khoát một lời. Ai, anh cảnh sát, tôi rất thẳng thắn, thẳng thắn được khoan hồng bà. Từ lúc vào phòng thẩm vấn tôi không hề nói dối được. Nếu không tạo thành án oan, chẳng phải truyền ra người ta nói tôi bị tra tấn bức cung thành bôi nhọ cảnh sát nhân dân à? Đội trưởng Lưu cười nhạt, mới chỉ là những vòng đầu thôi, lại lấy ra tài liệu bọn họ đầy đủ nhân chứng vật chứng chứng minh y phạm tội, hết giờ liền ra ngoài. Tần Nhược Nam cũng trong danh sách thẩm vấn, nhưng hôm nay cô lại vô cùng thục nữ ôn nhu, chẳng hề ngang tàng khí phách, quyết liệt với tội phạm như thường ngày. Từ khi biết Trương thắng là ân nhân của mình, cô vô cùng mâu thuẫn. Một mặt muốn báo ân, mặt khác là cảnh sát đối diện với phạm nhân khiến cô không thể vì chuyện riêng mà vi phạm pháp luật, cho nên cô ngồi đó nhìn Trương Thắng với ánh mắt thương hại, cô không bảo vệ cũng không tham gia gây áp lực với y. Lúc này thẩm vấn liên tục không cần dùng tới đèn cường độ cao nữa vì nó dễ gây mù mắt, Trương Thắng đã nhìn thấy cô cảnh sát xinh đẹp đó. Cô gái này như hơi ấm duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo này. Y kỳ quái nhận ra, cô cảnh sát này hình như không dám đối diện với mình. Mỗi khi y nhìn tới thì đều hạ mi mắt xuống. Có điều Trương Thắng không còn đầu óc nào suy nghĩ sâu xa. Vì y liên tục trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại suốt từ sáng tới chiều, không có thời gian nghỉ ngơi, làm tinh thần y rơi vào trạng thái lơ mơ làng màng và liên tục lén cấu đùi, dùng cơn đau kích thích thần kinh tránh trả lời sai. Y biết mình trả lời đúng trăm lần cũng vô nghĩa, một lần sai sẽ bị ghi âm đưa ra tòa làm chứng cứ anh khương trạng thái tinh thần có nghi phạm không tốt hay là dừng một chút tần nhược nam không đành lòng nói nhỏ lão khương ung dung uống trà hơi nghiêng người qua đáp tiểu nam đừng mềm lòng cô thầy gian xảo thế nào rồi tầm vấn bình thường không khiến đi khai đâu quay sang nhìn thư ký lô của thành ủy đang hút thuốc như tàu nhỏ khói liền nói thêm hay là cô ra ngoài một chút cho thoáng khí tần nhược nam nghĩ một chút rồi ra ngoài tìm tới văn phòng đội trưởng lưu nói đội trưởng nghi phạm đã bị thẩm vấn liên tục bảy tiếng không nghỉ tỏ ra cực kỳ kiệt quệ hay là để người ta nghỉ một chút tiểu nam sao lại đi thương hại tội phạm như vậy đội trưởng lưu nhíu mày đội trưởng hiện giờ anh ta chưa bị định tội không phải là tội phạm tần nhật nam tham gia đợt thẩm vấn đầu tiên theo lời khai của trương thắng vụ án này có nhiều ổn khúc y có khả năng vô tội thực ra thâm tâm cô cũng mong cho trương thắng vô tội đội trưởng lưu gõ bàn thẩm vấn thêm một tiếng nữa rồi đi ăn cơm à phải huyện thanh lô bắt được mấy kẻ truy nã chính là vệ sĩ của trương nhị đàn đã dùng tư hình đánh tàn tật nhiều công nhân nhà máy cô về chi đội áp giải bọn chúng về chuyện này vâng đội trưởng tôi đi ngay tần Đức nam không thể kháng lệnh trực tiếp Để nghe theo một lúc sau thư ký lô cũng mỏi mệt đi vào đội trưởng lưu cách thẩm vấn này bao giờ mới có hiệu quả thư ký lô anh đừng gấp đội trưởng lưu thái độ khác hẳn tươi cười nói chúng tôi đã đặt nhà hàng rồi đi ăn cơm trước rồi anh tới nhà khách nghỉ ngơi chỗ này yên tâm để chúng tôi y không cầm cự được lâu đâu Tám giờ tối, sau 11 giờ liên tục thẩm vấn, tôi trưởng tổ thẩm vấn Hùng Vĩ Tùng đi vào phòng cười nhạt. Bây giờ hãy kể lại lần đầu cậu theo từ hải sinh đi gặp Trưng Bảo Nguyên ra sao? Trưng Thắng lờ đờ ngẩng đầu lên. Y từng làm việc liên tục hai ngày không ngủ, nhưng cũng không mệt mỏi như thế này. Sao thế? Mệt à? Giọng Trưng Thắng tiều thào khàn đặc. Cho tôi nghỉ một chút có được không? Được, tiểu chu, cho y đứng dậy. Làm động tác đứng lên ngồi xuống 50 lần, gập lưng 50 lần cho thoải mái, ngồi nhiều cũng không tốt, không có lợi cho máu lưu thông, À, anh cảnh sát tôi à... bắp chân bị trúng một gậy cao su như bị điện giật trương thắng co giật đứng dậy bị ép buộc phải làm mấy động tác kia 11 giờ tối đội thẩm vấn thứ hai tới tổ trưởng dương thành Cưng đi vào liên tục ra câu hỏi trương thắng trả lời không rõ là y cho đi làm động tác thể dục tỉnh tháo 5 giờ sáng lại tới lượt tổ thẩm vấn thứ ba hai mắt trương thắng đỏ kè y không còn sức nói nhiều nữa chỉ biết lắc đầu nói không biết không làm nói không rõ thì bị ấn mặt vào trọng nước đá 9 giờ sáng, tổ thẩm vấn thứ nhất thay thế, trương thắng bị bắt đứng lên trả lời câu hỏi. 1 giờ chiều, tổ thẩm vấn thứ hai từ chỗ yêu cầu được uống nước của trương thắng, y đã hơn một ngày không ăn uống rồi, còn phải làm động tác đứng lên ngồi xuống, chống đẩy chân tay sưng phù tê dại. thư ký lô ăn uống no say tới phòng thẩm vấn, chỉ nghe thấy tiếng thều thào không biết như hết hơi của trương thắng, mất kiên nhẫn xoay bút máy vù vù, sắc mặt ngày càng khó coi. đội trưởng lưu cũng không được thản nhiên như hôm qua nữa. trương thắng đừng mang tâm lý cầu may nữa cậu không thể chống lại cô máy trên chính quốc gia đâu cho cậu biết vấn đề của cậu không chỉ là với công ty tài chính bảo nguyên cậu có quan hệ thân thiết với trương nhị đàn không tránh khỏi quan hệ đâu trương nhị đàn hết đời rồi ông ta cưỡng dâm trẻ em trốn đậu thuế kinh doanh phi pháp hối lộ cố ý gây tổn hại tới thân thể người khác tội ác gây nguy hiểm cho xã hội nếu trả ra cậu câu kết với ông ta phán 10 năm chưa đủ trương thắng liếm cánh môi nứt nẻ bảo nguyên có rất nhiều vấn đề lớn nhất là tạo thành chấn động xã hội hàng ngàn công nhân mất việc kéo theo gia đình người già trẻ nhỏ chịu hậu quả vì thế dù các anh ở phe nào hỗn loạn không phải mục đích chỉ là thủ đoạn lão khương nhíu mày đội trưởng xem ra tinh thần y đã thác loạn nói linh tinh rồi thư ký lô nhíu mày suyệt khẽ trương thắng mắt như nhìn vào hư vô giọng rất giống người điên làm nhàm. khi kết thúc loạn không khống chế được tuy có thể thừa nước đục thả câu nhưng loạn phải được tiết chế nếu không kẻ gây loạn gặp quả báo Lô thư ký bắp chặt bút trong tay. Trương Thắng không điên. Y nói chúng vấn đề bọn họ đang đau đầu. Cái khác chưa nói. Tập đoàn Bảo Nguyên huy động vốn, có nhiều cơ quan sự nghiệp nhà nước tham gia, nhiều đơn vị rời nháo nhào, không ai yên tâm làm việc. Trước khi bắt Trương Nhị Đàn, bọn họ đã dự tính tới hậu quả này rồi. Nhưng mọi thứ phát triển quá nhanh, quá dữ dội, vượt tầm kiểm soát. Đó là vì bọn họ không biết có một tên què, một kẻ họ hàng xa của Trương Nhị Đàn, một kẻ hại người không cần lợi mình, muốn mọi việc càng loạn càng ngầm mỹ càng tốt. Hắn là nhân vật quá nhỏ bé trong cuộc tranh đấu này và không ai để ý. Tôi chỉ là con chim nhỏ vô dụng. Thả tôi ra. Tôi mệt. Tôi muốn ngủ, uống nước. À, gót chân của Trương Thắng bị trích một cái. Không rõ dùng cái gì, không thấy vết thương, nhưng đầu kinh khủng, làm y tỉnh ngay. Cơn buồn ngủ xua tan, nghiến răng, nói theo phản xạ. Tôi không biết gì hết. Đội trưởng Lưu cũng nghiến răng nghẹn kết. Tiếp tục thẩm vấn. Không tin y rèn bằng kim cương, chưa nhận tội, đừng hòng được nghỉ sáu giờ tối, trương thắng bị trói quạt tay ra đằng sau, hai chân quỳ trên ghế trả lời. mười một giờ tối, đứng tấn trả lời. trưa ngày thứ ba, sau hơn sáu mươi giờ liên tục thẩm vấn không ngủ nghỉ, sức khỏe y cực kỳ yếu ớt nhưng y ương bướng tới mức khiến người ta nổi điên. một mực đáp không phải, không biết, tôi không làm. bất kể hỏi gì, y cũng chỉ làm nhảm mấy câu đó. lúc biến cưỡng bị hình phạt làm tỉnh táo hơn thì nói, từ hải sinh biết rõ nhất, giờ vẫn lâu bị đặt báo thù, hoàn toàn là câu trả lời máy móc, không hề qua đầu óc lại thêm mấy tiếng nữa trinh thắng gần như đã tới cực hạn sức chịu đựng rồi y lẩm bẩm cho tôi ngủ bà tôi làm gì cũng được khiến người tham gia thẩm vấn vui mừng chưa bao giờ một giấc ngủ lại có cám dỗ lớn như thế y sẵn sàng bất chấp tất cả để hưởng thụ sự xa xỉ đó nhưng mỗi khi bị làm tỉnh táo để khai nhận y lại ương bướng nói không biết rồi kiệt quệ lại cầu xin lặp đi lặp lại như vậy đến đám cảnh sát tham gia thẩm vấn cũng không còn ai đủ bình tĩnh nữa Tần Nhược Nam áp giải tội phạm từ huyện Thanh Lô trở về, đưa tới trại tạm giam đợi thẩm vấn, bàn giao xong, liên hỏi giám đốc lương của trại giam tìm hiểu tình hình thẩm vấn của Trương Thắng. Tên nại đó trông da trắng thịt mềm như vậy, mà cứng đầu có hạ, thẩm vấn liên tục 3 ngày không chịu khai, tôi vừa mới tới xem qua, dùng cả diêm chống bí mắt đi không cho ngủ mà vẫn không ăn thua. Tần Nhược Nam thất thanh, dùng diêm chống bí mắt. Giám đốc lương lấy làm lạ, cô không biết sao, y ba ngày không ngủ, tinh lực kiệt quệ rồi, chắc không còn cầm. Ông ta chưa nói hết thì Tần Nhược Nam đã chạy mất. Đội trưởng, Tần Nhược Nam thở hồng hộc chạy vào phòng thẩm vấn, thấy Trương Thắng hai mắt thất thần, má hõm sâu, lòng đột nhiên đau xót. Tiểu Nam về rồi hả? Đội trưởng Lưu đi ra đón. Hắn luôn thích Tần Nhược Nam, nhiều lần bày tỏ, nhưng cô gái này vợ không biết. Vì thân thế cô không nhỏ nên không dám dở thủ đoạn cưỡng ép, hết sức ân cần chiếu cố, mong một ngày khiến gia nhân siêu lòng. Vâng, tôi đã đưa mấy kẻ kia về. Tần Nhược Nam báo cáo công tác qua loa sau đó chất vấn. Đội trưởng, sao chúng ta có thể dùng cách này? Thế có khác gì đội trưởng lưu đang nhận áp lực rất lớn phải bắt trưng thắng khai nhận phất tay luật pháp có chỗ nào quy định không được thẩm vấn liên tục chúng ta hy sinh thời gian cá nhân công tác ngày đêm chẳng lẽ là sai lầm được rồi cô không cần quan tâm tới vụ án này nữa về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi đội trưởng bây giờ người ta không chịu nổi khai nhận bừa bậy liệu có phải là sự thật không tần Đình nam hạ giọng xuống nói như thể lo lắng cho đội trưởng lưu họ lô kia nóng lòng muốn khẩu công nhưng người sau lưng hắn chưa chắc lên được cái ghế đó chẳng may sự việc không được như ý nghi phạm phản cung đối phương tóm lấy sơ hở đó lúc đó ai bị đầy ra chịu tội họ lô hay là anh thấy hắn dao động tần nhược nam thừa cơ nói thêm ba ngày không uống nước gây nguy hiểm cực lớn tới tính mạng con người để tôi cho anh ta chút nước đội trưởng suy nghĩ đi nó xong đi về phía trương thắng đội trưởng lưu bị thái độ của trương thắng kích thích suýt mất lý trí tính toán một phen thì tới bên cạnh thư ký lô y sắp không chịu nổi rồi tiếp tục thì rất dễ xảy ra chuyện thế thì phiền toái to phải cho hay nghỉ một chút Hồ đô, chúng ta tốn ba ngày là đợi giây phút ý không chịu nổi mà khai, sao có thể để thất bại trong căng tức? Anh thả về, lần sau ý còn càng chẳng quá hơn à? Đội chứng lưu gật đầu, xong lòng bắt đầu có tính toán riêng. Những vết do dây chói hẳn lại để trên thân thể trưng thắng hết sức khiếp người, trông như những con rết xanh đỏ. Y thì chẳng còn cảm giác nào, khuôn mặt chẳng còn lấy nét nào khiến tần nước Nam nhận ra là ân nhân năm xưa nữa. Lòng xót xa, mang cốc nước tới trương thắng như là lữ hành sắp chết khát trong sa mạc nhào tới cướp lấy cái cốc tu ở ngực chậm chậm thôi tần nhật nam nhỏ giọng an ủi thư kilo lô cửa nhạt anh xem đi tôi nói y giả chết thôi còn sức lực như thế sợ cái gì trương thắng uống cốc nước hai mắt có chút thần thái ngục gật đầu với cô gái duy nhất có vài phần thiện ý với mình thực ra y không nhìn rõ mặt chỉ nhận ra là nữ nhân thôi trong đầu nghĩ định chơi trò cây gậy và củ cà rốt à tiểu nam cô về nghỉ ngơi đi không cần tham gia vụ án này nữa Đội trưởng Lưu bất ngờ nói, đội trưởng, đây là mệnh lệnh. Đội trưởng Lưu quát ngang, nhìn cô với ánh mắt áy náy, chút giận lên trương thắng. Thời xưa có cầu, lòng dân như sắt, pháp quan như lò, phạm pháp là phải chịu tội. Tôi không tin cái lò tôi đây không nung chảy được cục sắt cậu. Cho cậu một cơ hội, nghĩ cho kỹ, khai báo hay là kháng cự. Chuyện này không làm tới cùng không thu quân. Tần Nhật Nam chưa đi, cô không biết mình đi rồi thì Trương Thắng còn sống được không. Những việc này hoàn toàn trái đạo đức con người, trái lý tưởng cảnh sát của cô. Các người muốn tôi khai? Được, các người xem ra là không bỏ qua tôi rồi, có điều... Trương Thắng nói, giọng không chỉ rất yếu, còn líu lưỡi rất khó nghe. Liên quan tới nhân vật lớn, rất cơ mật, tất cả đều muốn nghe à? Thư ký Lưu hưng phấn lấy bút ra chuẩn bị ghi chép, đội trưởng Lưu đắc ý nói, mọi người ra ngoài cả đi. Không, Trương Thắng nói một câu liền mạch hiếm hoi. Cô ấy chiếu cố tôi, tôi nói cho cô ấy nghe, tặng cô ấy công độc. Tần Nhật Nam tâm trạng phức tạp, không rõ là đang buồn hay là đang vui vừa mong y thành khẩn lại không muốn đi nhận tội cắn môi đi tới tiểu nam cẩn thận y giờ quỳ kế đội trưởng lưu dù vui mừng vẫn không quên nhắc đội trưởng yên tâm tần nhật nam lại nhạt đáp đội trưởng lưu nhớ ra tần nhật nam sở trường giáp kích dù là hắn do gần đây chủ yếu làm việc văn phòng thể lực đi xuống bụng có mỡ thừa nếu ra thủ thì không phải là đối thủ huống hồ tên tội phạm bị hành hạ ba ngày cô cảnh sát lần trước cô tới mặc thường phục giọng thức thắng khàn nhỏ nhưng rõ từng chữ hả Tần Nhật Nam không hiểu gì cả, hơi nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, cánh môi không son vẫn phơn phất hồng, da hơi dám nắng nhưng khỏe khoắn không chút tỉ vết. Nhưng cô mặc cảnh phục đẹp lắm. Tần Nhật Nam mặt hơi nóng, mọi người đang nhìn chăm chăm vào họ, tưởng cơ mật gì, y lại nói lung tung, quát, đừng giở trò, nói trọng điểm đi. Trương Thắng đột nhiên cười lớn, giọng đủ cho mỗi người trong phòng đều nghe thấy. Trọng điểm là tôi thích nhìn cô mặc cảnh phục, thích giúp cô cởi nó không không phải là cởi hết chân thân vẫn mặc như thế ăn hiếp mới thích anh tần nhược nam thoáng chốc mặt phủ xương giá chột trương thắng lấy hết hơi lao tới hôn lên mặt tần nhược nam căn phòng im phăng phắc làm âm thanh này rất rõ ràng phạm nhân trêu gạo nữ cảnh sát chuyện này chưa từng có tần nhược nam vừa thèn vừa giận lập tức thi triển cầm nã thủ nắm tay quật ngã trương thắng chưa đợi y ngã hẳn lại lôi lên mượn đá đó đấm thẳng vào mũi cú đấm này rất mạnh nếu chúng cho dù là bác sĩ trình hình giỏi nhất cũng đừng hòng khôi phục lại được nhưng đội trưởng lưu đã vội hết đừng đánh y cú đấm cách mũi trưng thắng một phân tần nhược nam hậm hực buông tay trở thấy ánh mắt bị hành hạ tới lờ đờ vẫn con người đầy tơ máu thể hiện tình cảm ẩn trong nội tâm có sự đắc ý về hành vi thô bỉ thành công có sự giải thoát và khát vọng tích tắc tần nhược nam thu nắm đấm tay phải tay trái tung cú đấm móc vào hà mi trưng thắng ngã vật ra đất đúng ý muốn của anh coi như tôi trả nợ anh nữa tần Nhật nam đau lòng muốn bật khóc hai năm trước anh ta từng nhào vào lòng mình trong mắt người khác là lợi dụng say rượu để sam sỡ thực chất là cứu mình hai năm sau cô phải đánh nghi một trận mục đích là cứu y trương thắng vừa ngã xuống tần nhược nam tiến tới quát Thằng khốn mày chán sống rồi một cú đá trúng mạng sườn người trương thắng xoay nửa vòng trên sàn xi măng ngay cả trương thắng cố ý chọc giận cô cũng không hề biết cú đá này tần nhược nam khéo léo dùng lực trông thì mạnh, thực ra sát thương có hạn, nếu không cô có thể đã y gãy xương sườn mà người y chẳng di chuyển chút nào. Đội trưởng Lưu kịp chạy tới giữ lấy Tần Nhược Nam, nhìn Trương Thắng mắt trắng dã rồi bật mép bất tỉnh nhân sự quát, có gãy xương không? Sao ra tay nặng thế? Còn mẹ nó, các ngươi ngẩn ra làm gì? Gọi xe cứu thương, mau. Hạnh phúc là gì? Trương Thắng trả lời, ngủ. Y ngủ ở bệnh viện suốt hai ngày, toàn bộ dựa vào truyền dịch duy trì mạng sống, tỉnh dậy húp hết bát cháo loãng sau đó xoa bụng trôi vào chăn ngủ tiếp lòng tràn trề hạnh phúc thì ra hạnh phúc ở gần như thế tiếc là hạnh phúc chỉ có ba ngày bác sĩ nói sưng sửa đi bầm tím không thành vấn đề thế là trưng thắng bị đưa về trại giam khi trưng thắng xuất hiện trong sân trại giam cũng là giờ phạm nhân được rời phòng ra sân do trừng phạt hành vi hôm đó trưng thắng bị đeo xích chân ngoài ra tránh bị còng làm rách ra cổ chân cổ tay đeo quấn vải bước đi xích sắt kêu loảng xoảng bộ dạng như là bị áp giải đi hành hình vì chiến thắng đụng bộ người cảnh sát hình sự không phải quản giáo trong tù cho nên giám đốc lương không trừng phạt nếu y ra tay với quản giáo hậu quả gấp chục lần nói ra thì bọn họ chả ưa gì cái đám cảnh sát hình sự lúc nào cũng làm như là trên người ta một bậc bốp 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 ngô lão tứ của phòng giam số 5 đột nhiên vỗ tay có người đi đầu lập tức đám tù nhân hùa theo tiếng bộ tay vang vọng cả trại giam như chào đón vị anh hùng còn mẹ nó trời thế mới đáng mặt nam nhân lần sau lão tử có cơ hội thế nào cũng học theo hờ tiểu thắng ca số 1 tiểu tăng ca từ vị hoa khôi cảnh sát thế nào thấy bảo là xinh đẹp lắm người mẫu cũng không bằng ôi mẹ nó chứ nghe đã kích thích trương thắng bị quản giáo giải áp đám tù nhân không dám nói những lời quá ưu uế nếu không thì thôi rồi quản giáo nghiêu cố nén cười đến nỗi cơ mặt như là lên gồng cầm dùi cui chỉ trang hán tứ tuần mắng ngô lão tứ mày dám vỗ tay hả mẹ chúng mày một lũ cảnh bã đám phạm nhân thấy mặt quản giáo như thế liền hiểu chỉ cần không quá đáng thì hôm nay cứ thoải mái ăn mừng cười lớn vậy lấy trương thắng hỏi thăm quá trình chiêu gạo hoa khôi cảnh sát bị đánh hộc máu rồi bật mép trực thắng lúc này khôi phục kha khá nghe mình được gọi là tiểu thắng ca thì rất đắc ý ngày đầu vào đây đã tần có nói không phải ai cũng được xưng là ca y phối hợp khoe khoang không có gì bọn chúng tầm vấn tôi ba ngày ba đêm không cho ngủ đến vật cũng nổi điên tôi thấy em gái đó mặt xinh xắn da láng mịn cho nên nên tinh thần ai ngờ đó là quả ớt biểu ánh bay luôn <laughs> phương khuê chen tới thân thiết đấm mi một cái bà nội đó còn bốc phét đánh bày cái méo gì được so bóp hưởng thụ tới ba ngày tinh thần khí đầy đủ thế kia đúng thế đúng thế mấy em gái đánh thì khác gì gãi ngứa <laughs> tiểu bạch mặt chi chít trứng cá chép miệng mọi người chưa thấy em gái đó rồi mẹ nó ngon vãi lái nếu thằng em này được hôn một cái như tiểu thắng ca bị đát chết cũng sướng đương nhiên đó là nữ cảnh sát mà chỉ tưởng tượng cảnh tiểu thắng ca hôn em gái đó là đã thấy cứng rồi cả đám liền cười hết sức thô bỉ Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 25 của cao thủ kiếm tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 26.